biết á, cầm ra biết về Việt Nam á, hỏi cho là như lính thủy đánh bộ vậy ha, nhảy rộp 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 lính thủy đánh bộ.
trường mẫu giáo á. Này của Việt Nam à. Mua thuốc gì rồi đâu mua kìa. Cứ dạo kìa. Tiền Lào hay gì chứ không có, đâu có xài tiền Việt đâu trời. Có tiền Việt đâu. Mà mấy người này người Việt Nam mà. Thank you.
thôi chạy cơ rơi cũng ớt nữa, cũng ớt nữa mà. Đây thôi. Đang đậu đèn đỏ còn bóp luôn mà. Đậu đèn đỏ rồi cũng bóp nữa rồi. Mình giống như mình còn biết là mình thường mình...
quan tham quan tham quan di chân. Về nhà rồi, tới nhà rồi, không chịu xuống nè, đứng đó nhìn đi. Tới nhà đó. Về tới nhà mừng quá, đi một vòng sợ luôn, xe không. Nãy giờ có nghe tiếng còi xe không? Không, không hề. Đó, Việt Nam là còn xe là đặc sản của Việt Nam. Gác không đổ luôn à, thằng này không đổ luôn, đi luôn à. Đứng nó chơi vậy chứ nó không đổ cái trời. À, tới giờ. Tới giờ nó không đổ liền á. Ừ. Tại vì nó làm của công ty mà nó làm cho ấy mà chủ không đổ, không đổ cho. Tới giờ nó đổ. Bỏ vậy không xăng cho trời. Giờ chắc mà. Ghê vậy hả? Không phải như nó làm bên như Việt Nam mình á, đổ mà giờ nào mà. Nhiều quá mình nhìn thấy cái xăng nào nó cũng
Không.